Mình chào quý vị, anh chị, cô chú quay trở lại kênh Viết Phú nhá. Nay thì em cầm trên tay đây là con Sony SRS-X88 loa Bluetooth của Sony. Đây là một con X88, là một trong những thế hệ mới của dòng loa Bluetooth SRS của Sony. Thì con này thì nó chỉ nặng tầm 3 cân thôi. Nó nhẹ hơn rất là nhiều so với con X9 hoặc là X99. Và nhưng mà giá của con này thì nó tương đương với con SRS-X9. Chị thì em có một hai video review ở trên kênh em rồi. Thì bạn nào muốn tham khảo về con X9 thì có thể là vào kênh em tìm lại Sony SRS-X9. X88 này thì giá nó tương đương với X9 hoặc là cao, có thể là cao hơn ở cái X9. Nhưng mà cái khối lượng của nó nhẹ hơn là nhiều, và cái chất âm thì cũng có thể nói là cũng 1:9:10 so với SRS-X9. Cái độ to của bát thì nó không to bằng cái con X9 vì cái kích thước một phần, và tuy nhiên thì cái về cái mỹ quan thì SRS-X88 thì em đánh giá là nó đẹp hơn, và có thể thấy được là cái e căng của nó thì bằng sắt sơn trắng, bằng bằng kim loại sơn trắng. Còn còn SRS-X9 thì một số con nó cũng có e căng như vậy, nhưng mà một số con thì khi mua về thì nó cũng không còn e căng nữa đây. Vì không biết là nguyên nhân khi người ta bán thì có lẽ cái e căng này người ta không không một số cái bản người ta không kèm theo cái e căng này hay sao ấy. Hay là khi lúc bán người ta đã bỏ đi mất rồi. Thường thường em thấy ở quán này không không còn cái e căng của con X9. Con X88 nó chỉ còn cái tình trạng như thế này. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy mấy cái loa trong của nó. Dàn loa rất là hùng hậu. Đối với con X9 thì cái nó kích thước bề ngang bề dọc của mấy cái loa trong nó to hơn rất là nhiều, vì thế nên cái âm thanh của nó cũng cũng có một phần độ lớn của cái âm thanh rất là cao. Còn X88 này thì có luôn thêm một cái con, đây là một cục co để chống nhiễu, nó là nam châm co thì nó có thể gắn luôn vào cái căng kim loại này hoặc là ở dưới đáy hoặc là mặt sau của loa. Đấy. Thì đối với con X88 này thì em mua bên này thì đối với giá ở cái hàng đối với con sản phẩm như thế này thì nó là một con tầm trên 90 đến 95% về ngoại hình. Còn không còn nguyên hộp và phụ kiện nữa. Giá của nó là tầm 3 man. 3 man thì tương đương khoảng tầm hơn 6 triệu mấy tiền Việt Nam đồng á. Cái thước nó nhẹ hơn con X9 nên là cái vận chuyển nó sẽ nhẹ hơn X9. X9 nó là tầm 7 đến 8 cân. Tuy nhiên thì X88 này là tầm 3 cân thôi. Đấy thì em sẽ thử một vài bài nhạc để cho quý anh chị cô chú cùng tham khảo chất âm của con SRS-X88 này. Em mua cho một anh ở trong Đắk Nông, Đắk Lắk. Em không nhớ lắm, nhưng mà nhà trước anh có đặt em mua một con loa sao ba của Bose và TV. Cái đây mấy tháng thì hôm nay anh có nhu cầu mua thêm một con loa Bluetooth này về để nghe. Thì đối với con này thì em đánh giá là nghe trong phòng 15 mét đến 20 mét, thậm chí là hơn trên 20 mét thì cái mức độ đảm bảo âm thanh của nó vẫn rất là ok, không có một chút gì gọi là cấn hay là không đảm bảo được cái mức độ âm thanh cho cái số lượng người nghe trong phòng khoảng tầm phòng 20 mét vuông trở lên, 20 mét vuông độ lại. Em sẽ nghe một bài hòa tấu xem. Đây các bạn có thể thấy được là cái chất âm của nó rất là hay, bass đánh rất là chắc tiếng. Đây là em nghe ở mức nhỏ vì để tránh ảnh hưởng xung quanh, em nghe mức nhỏ. Đấy, chưa đầy một nửa tiếng. Con này thì là công nghệ Hi-Res Audio, một cái công nghệ âm thanh rất là hay. Có NFC, có Wireless, có có AUX, có Bluetooth. Đấy. Có Wi-Fi nha vậy anh chị, nên nó có rất nhiều chức năng. Có thể dùng loa TV cũng rất là ok, mà nghe nhạc bình thường cũng rất là ok. Đây thì bây giờ em review ngắn với con SRS-88. Và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Đi quay đồ ở các cái quán thì sẽ có nhiều mẫu mã hơn, giới thiệu tất cả vì anh chị của chú cùng xem.
Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.